Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay. Chụp hình của cô chú anh chị và bạn ngay vị trí này là ẩm thực Hương Cảng này, cũng như là cái khách sạn Savia tiêu chuẩn 4 sao nằm ngay góc của con đường Hồng Diệu với con đường Trần Phú này. Phía từ xa là vòng xoay đường Hồng Diệu và Trần Phú. Vậy hiện tại đang có hội chợ ở khu vực sân bóng thanh niên nên tối nay khá là rộn ràng. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2023 quý vị. Ở đây ban đêm thì họ bán vé 30.000 một vé để vào hội chợ, còn ban ngày thì đi mua sắm thì không có tốn vé rồi. Buổi tối giờ có chương trình ca nhạc rồi thì sẽ tốn vé. Hôm nay là ngày khai mạc buổi đầu tiên cho nên là du khách cũng như người dân đi hội chợ rất là đông. Ở chỗ này là có các cái quán chè, đi mát, cà phê. Bên kia là một cái cổng nữa, một cái cổng, nói chung tới 3 cổng luôn này. Hai cổng hai đầu với một cổng chính giữa. Dọc đoạn này là rất là nhiều những cái khách sạn tiêu chuẩn 3 sao 4 sao ở số 8, số 10, 12 của đường Trần Phú thuộc phường Vĩnh Nghi. Di chuyển thẳng hướng này quý vị sẽ đi xuống cảng Cầu Đá, cảng Nha Trang. Kazakhstan họ đi dạo nè. Cái góc này là đường Giả Tượng giao với con đường Trần Phú. Mời cô chú bạn rẽ qua con đường Giả Tượng thử nha. Đường Giả Tượng rồi đường Hoàng Diệu rồi là những con đường rất là rộng và lớn ở khu vực của Bình Tân. Ở đây thì thuộc gọi là phường Vĩnh Nguyên. Nãy giờ từ đầu đường đi vào là các quán cà phê, quán kem, các cái món ngan giả cày, quán nhậu. Dọc trên con đường Giả Tượng này cũng khá là nhiều. Con đường này thì nó cũng hơi tối tại vì ánh sáng của nó là ánh sáng đỏ, đèn điện vẫn còn ánh sáng đỏ. Một này là gần với Học viện Hải Vân. Sạn này, rồi các món buffet 179k này. Đây là một cái nhà hàng Hương Biển 108 Giả Tượng. Rồi các con rôm miếng xào. Trên con đường Giả Tượng này cũng có một cây xăng. Xăng dầu 79. Chỗ này là một cái chung cư 192 Giả Tượng. Rồi bên cạnh đó thì có các cái shop quần áo, như có cả shop Việt Tiến, rồi các cái cửa hàng bán trái cây, các cái món phở bò, bún bò, giò heo. Con đường này thì cũng dành cho du lịch, cái này khách du lịch, một số khách du lịch mà muốn ở xa thành phố xíu, không ở gần trung tâm, có ăn uống rồi có khu vui chơi rồi thì một này cũng là sự lựa chọn của một số vị khách khách Tây, Tây ta. Đường này nó rất là rộng và thoáng, đồng thời là vỉa hè cũng rộng nữa nên các cái quán ở đây buôn bán nó rất thoải mái, để xe rồi thoải mái. Phía trước là công viên Giả Tượng. Chỗ này cũng có một quán Highland Coffee nè, rất là đẹp, thoáng luôn, nằm gần công viên nữa. Để
bên tay phải là quý vị đi qua đường Nguyễn Tri Phương hướng qua giao lại với đường Hoàng Diệu. Còn khu vực đây là công viên. Bên kia là vẫn là con đường Giả Tượng. Còn di chuyển qua đây là những hình ảnh của con đường Trường Sa quý vị. Góc này buổi tối cũng có các quán nhậu mà ha. Cái con đường ở khu Bình Tân đường nào nó cũng rất là rộng thoáng. Này là Hoàng Sa giao với Trường Sa, và phía trước là giao với đường Võ Thị Sáu, khu vực của chợ Bình Tân, cái tên của nó là chợ Phước Thái. Ở bên tay phải là đường Giả Tượng, vậy đi thẳng nữa thì quý vị sẽ ra giao lại với con đường Phước Long. Còn này là gần với cổng chợ rồi nè, bên Trường Sa. Đây là những hình ảnh của đường Võ Thị Sáu. Vực này thì ban ngày cũng buôn bán rồi các cái quán hải sản rồi cũng rồi các tiệm điện rồi buôn bán nhộn nhịp lắm. Vực này là chợ mà, ở đây có bên tay phải là có những con hẻm đi vào bên phía trong chợ luôn rồi, các cái vựa hải sản ở đây nhiều lắm lắm. Trước thì con đường Võ Thị Sáu này á, là hai bên là bán hải sản buôn bán buôn rồi là nó chặt hết trên con đường luôn á. Thì bây giờ là chỉnh trang lại đô thị hết rồi, cho nên là không có cho bán lòng đường vỉa hè nữa. Mọi người di chuyển vào bên trong nhà để mà bán hết việc mặt bằng. Ở góc đây là những ảnh của đường Võ Thị Sáu giao với con đường Phước Long. Để bên tay phải là hướng đi qua đường Phước Long, là hướng ra giao lại đại lộ Nguyễn Tất Thành, sẽ qua cầu Bình Tân cũng như là hướng đi đại lộ Nguyễn Tất Thành, đi sân bay Cam Ranh, đi Bãi Dài. Các cái con đường ở Bình Tân công nhận nó rất là rộng, rất là rộng rãi. Và vỉa hè nó cũng rộng nữa. Có ở đây là đường rất rộng và hai bên là vỉa hè cũng rộng nữa. Khu Bình Tân thì nói chung nó sẽ không có nhộn nhịp bằng ở khu vực phía trên kia. Phía bên đây là gọi là phía nam của Nha Trang, còn bên Phạm Văn Đồng là phía bắc. Phía nam có vẻ như nó không có được dùng bằng phía bắc này. Phía bắc thì sao, con đường chính vẫn là con đường 24, nó cửa ngõ, rồi có con đường biển rồi nữa. Còn cái đoạn phía dưới Bình Tân đây thì con đường biển Trần Phú thì nó cũng là cuối đường rồi. Ở chỗ này là cái giáo xứ Thánh Gia nè. Còn giáo xứ giờ này sau đóng cửa tắt điện hết rồi. Giáo xứ này nằm ở 46 Võ Thị Sáu của Phước Long. Này vì rẽ bên tay trái là hướng qua đường Tô Hiệu ra ngay vị trí Quân Cảng á, ra giao lại đường Đồng Phú. Bên tay phải là đường Đông Phước.
BH. Xuống đoạn này của võ thị sáu thì nó thuộc Vĩnh Trường rồi. Xuống vực đây thì đường nó hẹp lần lần lại, tại vì nó sẽ càng sâu vào là cái núi Cảnh Long đi ngang qua, cũng như một bên là một của cảng, một cảng cá, cho nên là xuống đoạn phía dưới thì con đường võ thị sáu này nó hẹp. Đường này thì đa số thì buôn bán kinh doanh chủ yếu cho dân địa phương ở đây thôi, khách du lịch thì cũng ít lắm, ít qua đây lắm. Thời điểm mà lúc trước nhộn nhịp nhất là khách Trung Quốc và Nga thì cũng có chở, cũng có khách đến đây để mà anh muốn vui chơi. Nhưng từ khi anh ứng dịch tới nay thì không còn nữa, không còn như lúc trước nữa. Bên tay phải vì là gọi là đi xuống chợ của Vĩnh Trường. Buổi tối ở đây thì có bán bánh căn, bánh xèo, xôi. Nhưng mà chủ yếu là buổi chiều. Chiều thì mọi người họ ăn nhiều hơn, rồi có bún chả cá rồi các loại nữa. Còn buổi sáng thì cũng bán đồ ăn sáng, bún rồi bánh căn, bánh xèo nữa. Rồi cà phê, những quán cà phê cốc. Giờ này em đi cũng 9 giờ kém mà, cho nên nó cũng có hơi vắng rồi. Ở Nha Trang thì 9 giờ là đường phố nó đã vắng rồi. Một số siêu thị 9 giờ 9 rưỡi là cũng bắt đầu đóng cửa rồi. Còn các cái cửa hàng kinh doanh buôn bán thì chủ yếu họ buôn bán ban ngày. Ban đêm thì chủ yếu là quán ăn với cà phê, quán nhậu. Cái này rẽ bên tay phải á, là của chúng bạn sẽ đi xuống cảng cá dân sinh của Vĩnh Trường, đồng thời cũng là cái hướng đi qua cảng du lịch, bến tàu du lịch mới ngày nay, nó nằm sát bên cạnh của cảng cá dân sinh Vĩnh Trường luôn. Những hình ảnh của Vĩnh Trường về đêm. Khu vực gọi là cửa bé. Những hình ảnh của cửa bé về đêm những ngày cuối năm. Ở chỗ này có bán bún chả cá, nem đồ các loại. Đoạn này là sẽ đi qua cái núi Cảnh Long, chạy dọc qua núi Cảnh Long. Có mấy cái chỗ này bên tay trái vì là sát mé núi luôn á, là mé núi nè, có xây cái bờ. Đó, bây giờ sẽ chạy dọc con đường này bên tay trái vì là núi Cảnh Long hết. Qua đoạn này là hết nhà dân rồi. Bên này có mấy cái quán nhậu thôi, trên gần gần núi.
À, phía trước là một cái ngã ba hướng đi xuống bên tay phải là hướng đi xuống gọi là khu tái định cư S1 Vinh Trường. Buổi tối qua đây quán nhậu rồi cũng nhiều nữa mày. Mấy cái quán ngồi đây thì phải nói là bao mát luôn, bao thoáng luôn. Sát mấy núi luôn rồi. Nhập. Còn phía dưới á là khu đô thị An Viên vậy. Bên tay phải. Bên tay trái là núi Cảnh Long. Trời lạnh quá cho nên cũng ít người đi nhậu lắm. Mà mấy cái quán ở đây mình ngồi nhậu thì quá là lý tưởng, thoáng. Con đường này buổi tối có điện đường sáng nha, điện đường ở đây đường ánh sáng trắng á. Và chạy dọc con đường này là gọi là con đường hoa giấy á, vì hoa giấy nhưng mà bây giờ hoa giấy nó không có được đẹp, một số thì nó cũng chết rồi. Và được đầu tư rất là bài bản, có bồn bằng xi măng này, đó, rồi có cái dàn bằng sắt. Còn này bên tay trái là khu đô thị Ocean View. Xuống là đi khu đô thị An Viên, qua bên kia là chạy thẳng qua bên kia là khu Vinpearl, thì Vinpearl này phía trước là cổng của khu đô thị An Viên nè. Và mấy bên đây là hướng vào Vinpearl, bến tàu Vinpearl. Vinpearl đang thi công công trình cái tòa nhà mới, tòa nhà quản lý cáp treo mới, cũng đang gấp rút để mà thi công cho nó xong dịp Tết. Mà cách lẽ như là thi công nhanh lắm luôn, thấy nhanh lắm. Bây giờ này mấy anh công nhân đang đi về, chắc phải làm theo ca, mà có thể tết tay đây chắc không kịp đâu, tại tết tay còn có mấy ngày nữa không kịp, chắc tết nguyên đán thì chắc chắn là kịp. Ở đây cũng đứng chụp ảnh này, chụp ảnh của cái tòa nhà này. Công trình đang làm ban đêm luôn mà sao vậy? Hồi tối không biết cô chú chị bạn có thấy không. Hồi tối.
đang thi công ban đêm luôn. Ủa, thi công rất là nhanh, đang đi vào hoàn thiện quý vị, mà chắc không kịp tết tây đâu, chắc chắn phải tết ta nè. Đây, đứng ở vị trí này thấy được bên kia những cái đốm, quý vị chắc chỉ nhìn thấy được những cái đốm sáng thôi. Bên khu dân cư Vĩnh Nghiên, làng Trí Nghiên, Hoàng Miễu vị. Đứng đây có vẻ không có được sáng đâu, để em lại chỗ kia thử coi. Rút làm cho xong để mọi người có thể, khách du lịch có thể đi, khách du lịch có thể đi bằng cáp treo qua Vinpearl được. Đây cũng không thấy được rồi, tối thui à, tối lắm. Bên kia đảo Hòn Tre, cảng câu đá về đêm. Không thấy gì hết, tối thui. Đang ngồi không mát, mấy cái trụ cáp treo thì họ cũng đã lắp đặt lên rồi, mấy cái cabin họ cũng lắp lên rồi, đang cho chạy thử rồi, cũng chờ cái tòa nhà điều hành nó xong nữa là du khách có thể đi cáp treo qua Vinpearl. Hiện tại thì du khách đi qua bên đảo Vinpearl bằng Vinpearl bằng tàu cao tốc. Khu vực cầu đá này về đêm, giờ này mọi người đóng cửa hết trơn rồi. Trước là huyện Hải Dương Học, huyện Hải Dương Học thì cũng đang tu bổ xây dựng lại số hạng mục. Có mấy cái chỗ này, có mấy cái tòa nhà trên núi Cảnh Long, nhìn xuống này view đẹp lắm luôn á, có thua gì Vinh Bảo Đại đâu. Bên tay phải thì là Vinh Bảo Đại, hướng đi lên Vinh Bảo Đại. Vinh Bảo Đại của Nha Trang là view biển rất là đẹp luôn, view ngay góc Bình, ngay cảng. Cho đó thì nó còn 5 cái tòa nhà, Kinh Phong Quảng Nghiệp, rồi Hoa Giấy, Thù Vĩ, Cây Vàng. Của Vinh Bảo Đại là view ra về biển, thấy được làng Chục luôn đó. Đây, khu vực này là làng Chục, Vĩnh Nghiên. Đây là tổ
dưới này thì nổi tiếng nhất thì có hải sản Thanh Sương vị. Thanh Sương 1, Thanh Sương 2 và Thanh Sương 3. Thanh Sương 3 thì trả mặt bằng rồi, không còn hoạt động nữa thì phải. Thì chỉ còn Thanh Sương 1 và Thanh Sương 2. Nó cũng nằm gần với nhau. Làng Dục ngày nay có một cái bờ kè rất là đẹp và rất là chắc chắn, không phải sợ sóng biển như mọi năm nữa. Mọi năm không có bờ kè, cái căn nhà trồ nằm sát ở mé biển rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ nhà trồ cũng không còn, mà thay vào đó là một cái con đường bờ kè. Này là Thanh Sương, Thanh Sương 1 và Thanh Sương 2. Quán hải sản này là được mọi người ăn đông lắm, quá trời, có xe ô tô, có cả khách Tây xuống đây nữa. Là quán Tám Mèo cũng đông khách luôn. Và dọc đoạn này bên tay phải thì là cũng là một cái nhà hàng Mi Petco của Nha Trang. Nhà hàng này cũng view biển nè, nó nằm gần với khu vực của quân cảng. Và trước mình của cô chú sư bạn bên tay trái là con đường Tô Hiệu. Để qua đường Tô Hiệu là hướng đi qua lại con đường Võ Thị Sáu, hướng qua lại Bình Tân. Chạy dọc đây là quân cảng. Đoạn này vào mùa hoa sữa vậy, có những cây sữa, hoa sữa dọc bên này thơm lắm. Đi ngang qua đây rất là thơm. Hoa sữa thì ít một hai cây thì nó thơm, chứ còn ví dụ nhiều quá thì nó sẽ mùi nó rất là nồng nặc. Đi qua đây nó cũng khá là vắng, thì khu vực của quân cảng nên là nó vắng. Gần với hết cái đoạn quân cảng này là công viên Bạch Đằng. Rồi qua khỏi công viên Bạch Đằng là tới công viên Giả Tượng, là xuống lại khu vực của con đường Hồ Diệu giao với Trần Phú, cũng như là con đường Giả Tượng giao với Trần Phú. Ở đây là công viên Bạch Đằng ở bên tay phải, đối diện với doanh trại quân đội. Bóng thanh niên đang diễn ra hội chợ nhạc, ca nhạc, rồi không khí rất là rộn ràng, mọi người đi mua sắm cuối năm. Rồi chạy dọc đây là công viên Giả Tượng bên tay phải của chú và bạn. Công viên này cũng view biển rất là đẹp. Và bên tay trái là con đường Giả Tượng, chạy tới xíu nữa là vòng xoay đường Hồ Diệu và con đường Đồng Phú. Rồi dọc đoạn này cũng có nhiều khách sạn này, rất là đẹp. Có nhiều khách ở mấy khách sạn này cũng nhiều. Ở đây sau buổi tối đi dạo, đây có Ruby, rồi Grand Gosia, Malavagu, Rio, Savia, khách sạn khu vực phường Vĩnh Nguyên, view biển. Đó, mọi người đi ngoài chợ đây luôn.
vé vào cổng thì 30.000 các bạn. Ban đêm thì bán vé chứ ban ngày thì không có vé. Ngày thì đi mua sắm thôi. Bên trong thì có bán quần áo, giày dép, có các vật dụng son nồi chén đủ loại thì. Rồi có trò chơi, có những điểm chụp ảnh, check-in, có khu vui chơi trẻ em. Rồi có lô tô, rồi có khu vực gian hàng ẩm thực ăn uống nữa. Rồi có sân khấu ca nhạc. Đây, giữ xe 5.000. Đây là một cái cổng giữ xe nữa. Hôm nay bữa đầu tiên thôi. Bãi giữ xe cũng 3 bãi là cũng để gần kín rồi. Chương trình hội chợ diễn ra từ ngày hôm nay 26 tháng 2 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 luôn quý vị. Diễn ra cả tuần lễ luôn. Quý vị và du khách có thể tham quan, vui chơi thoải mái. Wow, chỗ này có cây thông Noel vàng rực rỡ. ABH Coffee. Trước là khu vực của Anna Beach House. Ở chỗ này cũng có một cái khách sạn mới rất là đẹp, cái Premier Best Western. Đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú, chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.